xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhật Bảo Minh xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Sống Đời Sống Phật. Chương trình này được phát hình trên băng tần 57.8 và Galaxy 19 khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày và được phát lại lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa giờ California ngày hôm sau. Thuyết giảng chương trình hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Trụ Trì Chùa Diệu Pháp. Hy vọng với sự chia sẻ của Ngài sẽ mang lại cho quý vị một đời sống thật sự an lạc và giải thoát, đồng thời góp phần vào tiến trình thăng hoa chung của thế gian nhân loại. Chúng con xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nhật Bảo Minh, kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Yeah. Dạ, bạch Thầy, vậy thì hôm nay chương trình chúng ta sẽ gửi đến khán thính giả đề tài gì? Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh. Hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ đến quý khán thính giả về cái đề tài là nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo là một cái đề tài mà chúng ta thường nghe, nhưng mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể hiểu một cách tường tận, hiểu một cách rốt ráo. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn được chia sẻ một cách tương đối chi tiết về cái đề tài này để mỗi một chúng ta có dịp ôn lại nhằm có thể hiểu sâu hơn về nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật đã khai thị. Dạ, thưa Thầy, con cảm thấy là trước đây con và cũng như nhiều người Phật tử khác có thể là hiểu lầm là nghiệp báo là cái gì đó mà Đức Phật đã tạo ra hay là khám phá ra trước đây hơn 2.500 qua. Vậy thì nghiệp báo là như thế nào và có phải là Đức Phật đã tạo ra cái này hay không, hay là cái này là một cái sự tự nhiên? Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh. Thì để trả lời một cách trực tiếp câu hỏi mà cô Nhật Bảo Minh vừa nêu ra, thì chúng tôi xin thưa ngay như thế này: nghiệp báo, nhân quả không phải do Đức Phật tạo ra, mà do tâm thức của chúng ta tạo tác. Đức Phật chỉ là người chứng đạt và Ngài nhìn thấy được một cách rốt ráo về nhân quả nghiệp báo. Cho nên Ngài đã dạy cho chúng ta hiểu thế nào là nghiệp báo, nhằm giúp cho chúng ta tránh tạo những cái ác nghiệp để phải chuốc lấy những cái quả báo xấu ác. Và ngược lại, Ngài khuyến khích chúng ta hãy nỗ lực thành tựu những cái hạnh lành, những cái hạt giống tốt, những cái nhân tốt để có thể hưởng được cái phước báo hồn thanh, những cái quả báo tốt đẹp. Khi mà mình nói nghiệp báo, những người mà chưa hiểu được một cách trọn vẹn, rất có thể có những cái suy nghĩ không có được thoải mái, bởi vì họ nghĩ rằng là nghiệp thì cái gì nó cũng xấu hết. Đã tạo ra nghiệp thì chắc chắn phải chuốc lấy cái quả báo xấu. Không phải vậy. Tại sao? Bởi vì nghiệp nó có nhiều loại. Nếu mình tạo những cái nghiệp tốt, nói một cách dễ hiểu, mình gieo những cái hạt giống tốt, thì nó không thể nào đưa đến cái quả xấu được. Nó phải là cái quả tốt. Do vậy mà nghiệp nó có nhiều loại, nhưng mà cụ thể nó có thiện nghiệp và ác nghiệp. Mình chỉ sợ hãi, bất an khi nào mình tạo những cái ác nghiệp. Còn nếu mình
đã, đang và sẽ tiếp tục tạo những cái thiện nghiệp, tức là cái nghiệp tốt, thì không có gì để mình phải lo lắng, không có gì để phải sợ hãi. Đó là cái điều mà chúng ta phải nắm bắt một cách cụ thể. Thì trở lại là Đức Phật không bao giờ tạo ra cái mà chúng ta thường nghe là nhân quả, nghiệp báo, mà chỉ là cái người hướng dẫn để chúng ta hiểu rõ thế nào là nghiệp báo, thế nào là nhân quả, cái nguồn gốc của nghiệp từ đâu nó đến, tại sao nó có mặt, và cái kết quả của nó như thế nào, nó tương ứng với cái hạt giống mà mình đã tạo ra làm sao. Đó là chưa nói không có người tác nghiệp, không có người họ nghiệp. Cái đó là cái mà nó tương đối khó hiểu. Bởi vì có người đặt ra, nếu không có người tạo nghiệp, không có ai hưởng nghiệp, như vậy thì như thế nào? Ai là người tạo, ai là người hưởng cái quả báo đó? Thì vấn đề ở đây, thưa quý vị, nó không phải đơn giản. Chính vì vậy mà nếu chúng ta không nghiên cứu, không học hỏi một cách tỉ mỉ, thì chúng ta không thể nào có thể hiểu một cách tường tận về cái giáo pháp nhân quả, nghiệp báo. Và khi mà chúng ta đã thật sự hiểu được một cách trọn vẹn rồi, thì không có cái lý do gì làm cho chúng ta phải lo lắng. Cũng không có một cái lý do gì mà chúng ta than trời trách đất, chúng ta đổ lỗi cho người này, chúng ta phiền giận người khác. Bởi vì tất cả đều do tâm tạo, chứ không phải là do một ai đó, kể cả Đức Phật. Đức Phật là một người, một bậc rất là từ bi, rất là trí tuệ, cho nên Ngài không bao giờ giáng vào cái đời sống của người khác một cái tai họa nào hết. Ngài không bao giờ trừng phạt ai, mà Ngài chỉ hướng dẫn để giúp người đó thực hiện những cái hạnh lành nhằm gặt hái những cái quả báo tốt đẹp. Đó là cái điều mà, thưa quý vị, rất rất là căn bản, bắt buộc người Phật tử phải hiểu, kể cả những người Phật tử không phải Phật tử cũng phải hiểu. Bởi vì nếu không hiểu thì mình trách, mình nghĩ sai lầm, mình xem Đức Phật như là một cái vị thần linh có cái khả năng ban phước giáng hộ, mà không có một cái vị thần linh nào có khả năng ban phước giáng hộ. Cho nên Đức Phật không lấy một cái, không chọn một cái vị thần linh như là một cái nơi để mà quy hướng, mà Ngài chọn của người làm trung tâm điểm để giáo dục. Đó là cái điều rất là căn bản trong cái nền triết lý giáo dục của Phật giáo. Bởi vì triết lý giáo dục của Phật giáo, nếu mà chúng ta hiểu đó là một cái nền giáo dục toàn diện thì cũng đúng, nhưng mà cao hơn, đúng hơn, chính xác hơn, triết lý giáo dục của Phật giáo, cái tiêu hướng, cái mục tiêu giáo dục của Phật giáo là dạy con người đạt được giác ngộ. Bởi vì có giác ngộ thì mới giải thoát, còn nếu mà chưa giác ngộ thì chưa có thể giải thoát, chưa có thể rũ bỏ những cái khổ đau. Cho nên cứu cánh của cái sự giáo dục đó là một cái nền giáo dục toàn giác. Toàn giác nó cao hơn toàn diện. Dạ, thưa thầy, thầy nói như vậy thì con lại nghĩ lại là cách đây một tuần thì các em đoàn sinh thiếu nữ trong gia đình Phật tử có hỏi con Đức Phật là như thế nào, mà phải là một cái vị thần thánh nào không, mà tại sao chúng ta có, các em đi đâu cũng thấy là có một tượng Phật rất là lớn ngồi trên bàn thờ, tụi em nghĩ là Phật này phải là một vị thần thánh nào đó mà mình phải ca ngợi như vậy chứ. Rồi con mới trả lời là không, Đức, tại vì Phật tử chúng ta rất là tôn trọng và rất là có lòng ơn sâu nặng đối với Đức Phật đã tìm ra một con đường giải thoát cho chúng sanh, và vì vậy chúng ta không biết cách nào hơn để có, tại vì tại con giải thích cách nào để cho các em nó hiểu thôi, là con nói là mình tại vì mình quá tôn trọng Đức Phật đi, cho nên mình mới gọi là tạc tượng, phải không, tạc tượng của Đức Phật, và
thắp thắp những chân trang trí bàn thờ với những hoa rất là đẹp, rất là thơm để tỏ lòng ơn đối với Đức Phật thôi. Dạ. Đúng vậy. Cứ lấy một cái thí dụ khi mà chúng ta kính trọng, thương yêu ba mẹ hay là ông bà tổ tiên của mình. Kể cả những người không có liên hệ gì đến huyết thống, chẳng hạn như một cái vị anh hùng của dân tộc, người ta tạc những cái pho tượng hay là những cái hình ảnh, người ta đặt ở nơi một cái vị trí mà có thể có nhiều người chiêm ngưỡng, thì vị đó không phải là một vị thần linh. Ba mẹ của chúng ta cũng không phải là một cái vị thần linh. Thì Đức Phật nó gần gũi như là một người cha, như là một người mẹ, như là một người thân thuộc của chúng ta. Ngài thương yêu chúng ta hết lòng. Ngài từ bi, Ngài hướng dẫn cho chúng ta từ cái bước một để giúp cho chúng ta rũ bỏ vô minh, từ một cái người phàm phu tục tử giải đại khổ đau, bước lên một cái địa vị của một vị thánh, của một vị Bồ Tát, của một vị Phật, rũ bỏ tất cả, giải thoát tất cả khổ đau và an nhiên tự tại. Cho nên vì để tưởng nhớ đến cái ân đức giáo hóa độ sinh sâu dày của Đức Phật, vì tôn kính Đức Phật, vì thương Đức Phật mà chúng ta thờ, chứ không phải là chúng ta thờ như là một cái vị thần linh. Chúng ta lạy Đức Phật, lạy xuống với tất cả cái sự kính trọng của chúng ta trước lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, chứ không phải là như lạy một quý vị thần linh. Dạ. Dạ, dạ. Con xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 1 của chương trình Sống Đời Sống Phật. Xin quý vị giữ băng tần 57.8 và Galaxy 19. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau phần thông tin thương mại. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu như